Bắt đầu là tự giác lên vườn để ăn cỏ đấy các bác ạ. Bây giờ là không cần phải dẫn lên rồi. Bây giờ là cứ lúc nào thèm, lúc nào đói, lúc nào là tự lên để nhặt cỏ ăn, chứ không cần phải cắt về như là trước đây cắt về rồi băm cho nó ăn nữa các bác. Mập bây giờ là rất là giỏi rồi. Bây giờ cứ đói lúc nào là lên vườn, đi khắp vườn, lang thang hết vườn, xong là ăn xong rồi đi về xong nằm ở nhà, nằm ở sân, khi nào đói thì bắt đầu lại tự tìm lên vườn ăn. Giỏi lắm, cũng chỉ lên vườn ăn chứ không lên đường các bác nhé. Chỉ ở trong cái khoảng vườn của gia đình thôi chứ không có đi lang thang ra ngoài. Một mình là không dám tự ý là ra ngoài đường đâu các bạn. Nhặt ở đây đi lang thang một lúc là phải ra tận cái vườn cỏ voi ở ngoài đằng xa xa mà nhà em trồng ở ngoài đằng vườn ngoài xa xa ngoài kia. Bây giờ là nuôi mập là nhàn nhất ở trong cái mấy cái con thú này rồi các bạn. Chó thì còn phải nấu cơm, còn phải cho thức ăn. Mập thì chỉ có mỗi cái việc là tự giác lên vườn ăn cỏ xong về thì có quà, có bim bim hay là có ngô hay là có cám thì ăn vụng thôi, chứ còn không thì bây giờ là tự giác rồi, không cần phải chăm sóc, không cần phải tìm đồ ăn cho mập nữa rồi. Thank you.
Thank you.